123100%. Xin chào các bạn, mình là Minh Anh đến từ lớp 8A1 trường Vinschool Thăng Long đây. Như các bạn đã biết, điểm sách là cuộc thi giới thiệu sách được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi cho học sinh, nâng cao văn hóa đọc. Và đến với kỳ điểm sách lần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn quyển sách nào nhỉ? Hãy xem qua vi sau đây. Bạn là một cô gái ngây thơ ngộ nghĩnh đáng yêu, có nhiều ý tưởng sáng tạo, một người yêu thích nghệ thuật. Và có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia. Nhưng bố mẹ bạn không đồng ý. Họ bắt bạn trở thành một kỹ sư. Nếu đó là bạn, bạn sẽ làm gì? Thật tứ. Hãy cắt mái giải sầu. Và nếu các bạn đang nằm trong hoàn cảnh đó, thì cuốn sách này là... Ba Chàng Ngốc là một cuốn sách của Chetan Bhagat được chuyển thể thành phim cùng tên. Bộ phim Bollywood phá mọi kỷ lục phòng vé để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Ấn Độ. Đầu tiên hãy nói một chút về tác giả. Chetan Bhagat được mệnh danh là ông vua tiểu thuyết Ấn Độ, là một tác giả và nhà báo chuyên mục người Ấn Độ. Anh được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010. Bhagat tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Ice Delhi, đây cũng là ngôi trường diễn ra bối cảnh cuốn sách. Hãy cùng tìm hiểu ngôi trường này có gì nhé. Câu chuyện được kể theo lời của nhân vật Haru, một kẻ ăn theo, không có chính kiến, mông lung về cuộc đời, mong muốn trở nên vĩ đại nhưng không đủ quyết tâm thực hiện. Ryan, người có thân hình sáu múi, giàu có, thông minh, khác biệt, tính cách ngông cuồng trẻ con. Alak, chàng trai yếu đuối dễ xúc động, từ bỏ ước mơ họa sĩ để phụ giúp gia đình, luôn lo lắng cho người cha liệt nửa người, người mẹ sắp về hưu, và món của hồi môn làm quà cưới cho chị gái ế chồng. IIT Delhi là trường đại học top 1 Ấn Độ. Ba người đã đánh gục hàng nghìn đối thủ để vào ngôi trường, nhưng cuộc sống của họ đã thay đổi 360 độ trong vòng 4 năm tại đây. Sau chưa đầy một tháng nhập học, cả ba đều đã phát ngán với lịch trình học dày đặc lý thuyết, rồi dần dần mọi thứ trôi tuột theo thời gian. Họ trở thành những kẻ năm phấy tóc cuối trong trường. Cuộc sống của bộ ba bè bép trong những đêm ở sân thượng trường, rồi cuộc gặp gỡ với cô nàng Neha, và có lẽ vẫn thế nếu không có sự xuất hiện của thầy Vera. Một người thầy rất đặc biệt làm xáo trộn ba chàng trai và gây cho đọc giả nhiều bất ngờ. Còn bất ngờ như thế nào thì đọc đi sẽ biết. Trong quãng thời gian ở trường, ba thanh niên chẳng có gì đáng ngưỡng mộ ngoài một thanh xuân rực rỡ, dám làm những điều mình muốn. Nhân vật mình thích nhất trong tác phẩm này chính là Ryan, một chàng trai nghĩa khí với lối suy nghĩ khác biệt. Không giống đám bạn đồng trang lứa tối ngày cắm đầu cắm cổ học, lê lết từ lớp học sang thư viện tới phòng tự học, Ryan ghét những lý thuyết sáo rỗng và những bài tập chất cao hơn núi. Cậu chú trọng thực hành, thích mò mẫm và thử nghiệm mọi thứ. Xét về diện ăn chơi, cậu đúng là đồ đáng chết, nhiều trò cậu bày ra thật sự ngốc hết nói nổi. Từ những trải nghiệm của ba chàng trai, mình rút ra được nhiều bài học ý nghĩa về tình bạn, tình thương gia đình và đặc biệt là trong chuyện học hành. Tác giả nói, điểm GPA xây nên một sinh viên tốt, chứ không phải một con người tốt. Cuối cùng, chúng ta mới chỉ là những con người sống được 20 năm cuộc đời. Sẽ chẳng ai biết được tương lai bạn ra sao, hãy lắng nghe trái tim và làm điều mình còn có thể làm ở tuổi trẻ. गुरदास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy like, share và comment để đón xem nhiều video hơn từ mình nhé.